hiện nay sản phẩm serum trị hôi Neck Inot đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp khử mùi hôi và giảm tiết mồ hôi Neck vô cùng hiệu quả. Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng serum trị hôi Neck Inot, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng serum trị hôi Neck Inot, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khử mùi tuyệt đối 100% ngay từ lần sử dụng đầu tiên, có thể dứt điểm được sau một liệu trình. Hiệu quả nhanh, tắm rửa thoải mái mà không mất tác dụng của sản phẩm. Đồng thời dòng này kiểm soát đến 75% lượng mồ hôi sau liệu trình sử dụng, là sản phẩm ngăn ngừa mồ hôi vùng da dưới cánh tay cực kỳ hiệu quả chỉ với một lần sử dụng. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là giảm thâm sạm vùng da dưới cánh tay. Hơn nữa tác dụng chính của lọ serum trị hôi Neck Inot là làm teo nhỏ các tuyến nhầy hôi và mồ hôi ở nách, hạn chế việc tiết chất nhờn ra bên ngoài. Do đó mà tình trạng bệnh hôi nách cũng giảm theo. Với tác động kép ngăn mùi và giảm tiết mồ hôi, sản phẩm nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ người sử dụng đấy nhé. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng serum trị hôi Neck Inot này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua serum trị hôi Neck Inot về dùng để cải thiện cho vùng nách của mình hơn nhé. Serum trị hôi Neck Inot hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị hôi Neck Inot hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.